Chiều nay, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục có buổi giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo tại Thanh tra tỉnh. Thanh tra tỉnh luôn xác định công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của ngành. Trong thời gian giám sát từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, Thanh tra tỉnh đã tham gia tiếp định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh là 414 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 442 đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Việc thực hiện tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được đảm bảo đúng quy định pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết công việc. Thảo luận tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những thuận lợi vướng mắc qua quá trình triển khai các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, việc phân loại xử lý đơn thư khiếu nại bước đầu, công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho cán bộ công chức, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những kết quả mà Thanh tra tỉnh đã đạt được trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo cũng như công tác chuẩn bị báo cáo hồ sơ cho buổi giám sát. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Thanh tra tỉnh tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện quy chế phối hợp đối với các cơ quan trong triển khai nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tổ chức tập huấn theo hình thức trực tiếp và trực tuyến để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Đối với những đề xuất kiến nghị của Thanh tra tỉnh với Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện thể chế tổ chức tập huấn về việc sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo sẽ được đoàn tiếp thu đề xuất với Quốc hội và các cơ quan chức năng trong thời gian tới.